Rồi, ok, xin chào toàn thể anh em đam mê cái nước nhé. Em là Bảo Long BCB. Thì ở tấm này, em bên cho em một cái cây cấu hình VIP, cây M3 anh em nhé. Thì những dòng súng ống bên nhà Bảo Long ấy, nó luôn các bác là đại đa số em lắp ráp nguyên cây để ship xe nguyên cây cho anh em. Hàng về đến nhà anh em chỉ được chơi, không làm vấn đề gì khác anh em nhé. Tại vì sao? Thứ nhất là em lắp ráp hết nguyên cây như thế này, không làm vấn đề gì khác nữa, mà Bảo Long chỉ khuyến khích anh em mua là mua nguyên cây, đừng mua phụ kiện lẻ, trừ những trường hợp nào là anh em mua những cây súng cũ lắm rồi đấy, cần một số linh kiện để thay thế thì mới gọi là mới mua cái linh kiện lẻ thôi anh em nhé. Còn bình thường anh em mua nguyên cây cho em, hàng xuống xe anh em chơi luôn và ngay, cứ bóc thùng ra phát chơi luôn ngay, không làm vấn đề gì khác. Tại vì sao? Thứ nhất là kinh nghiệm của Bảo Long, thứ hai nữa là Bảo Long bán hàng rất chỉ lâu năm rồi, Bảo Long biết được cái cây súng này nó như thế nào, chất lượng ra làm sao, và khi Bảo Long đã ráp test từ A đến Z rồi thì Bảo Long mới cho ra một cái cây súng ngon nhất, đẹp nhất, chất lượng nhất, của uy tín nhất để ra ngoài thị trường anh em nhé. Đấy thì anh em mua hàng của Bảo Long thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập website bcbbảolong.com anh em nhé. Đấy, dòng M3 Bảo Long bán ra luôn luôn cho anh em là hai băng, nó là hai băng anh em nhé. Những cái dòng hai băng này thì anh em đi bắn một ngày rõ lắm thì anh em bắn một băng hai băng là hết đát rồi, bắn băng thứ ba thì anh em phải về nhà bơm đấy, tại vì hai băng này có hơn 50 viên rồi, em biết M3 thì cũng bắn tầm đấy anh em nhé. Đấy, nhưng một ngày anh em bắn gần 50 phát thì cứ cho một phát trúng phát trượt đi, do kỹ năng anh em bắn đi thì cứ cho là tầm 20-30 viên đấy, nếu mà trúng mỗi 20-30 viên thì anh em về nhặt cỏ mỏi tay rồi anh em nhé. Đấy thì em xin nói qua cấu tạo của con M3 này, chất lượng như nào, giá thành ra làm sao anh em nhé. Thứ nhất nó là hai băng, băng nó 28 viên và linh kiện do sim ti văn ti bơm của nó em để ở đây anh em nhé, vòi bơm của nó em để ở đây, tất cả phụ kiện linh kiện nó em đều để sẵn cho anh em rồi, anh em không phải làm gì khác anh em nhé. Đây và M3 thì thiết kế của nó là thiết kế mở anh em nhé. Dòng thiết kế mở này nó như nào? Thứ nhất là bộ tăng chỉnh lò xo búa anh em nhé, em tăng chỉnh bên ngoài rất chi dễ dàng này, vặn phát được ngay này, vặn phát được ngay, và em chỉ vặn đúng chiều không vặn ngược chiều nhé, vặn đúng chiều này thôi. Dòng trước kia những cái dòng thấp hơn của nó thì nó sẽ đứt lục giác ở đây để tăng chỉnh thêm, nhưng con M3 này nó thiết kế mở hơn, anh em chỉ cần tăng chỉnh bên này, đây, đây, tăng chỉnh được bên này, anh em nhé, rất chỉ dễ dàng cho anh em luôn, cái tăng thoải mái, chỉnh thoải mái. Dòng M3 này thứ nhất là bùng hơi nó rất chỉ to, từ đây nguyên một đoạn dài như thế này lên chỗ đây, nó luôn các bác nó rơi cho anh em tóc không được, ép tóc lên tầm 1.000 là chuyện bình thường, tóc 1.000 trên 1.000 là chuyện bình thường anh em nhé. Chơi M3 và con M3 nó hai điều áp, điều áp của nó đây là một điều áp này, cho nên hệ thống điều áp đêm một điều áp và đêm một điều áp đấy, và đồng hồ điều áp thì nó có ba đấy, đây là một hiển thị đồng hồ hiển thị điều áp thứ hai này, đây là hiển thị điều áp một này anh em nhé. Hơi của nó bên này đây, đồng hồ hơi đây, đồng hơi của nó em để hơn 200 đấy, đồng hồ áp 1 để 160, áp 2 em để cho nó tầm trong gần 150 anh em nhé, gần 150 đấy, rất chỉ là ok đấy. Và dòng bên nhà Bảo Long nó luôn các bác là đại đa số Bảo Long sẽ lắp cho anh em một cái kính rất chỉ là đẹp và chất lượng, nó tùy theo nhu cầu của anh em, nhưng con này lắp lên là một con Vector Optic, con này Vector Continuo, dòng Continuo này nó luôn các bác là dòng đẳng cấp của dòng Vector đấy, riêng kính ngắm con đã 17 triệu rồi, thì thông số của nó là 4-24 nhưng 56 anh em nhé. Đây thích hợp cho anh em nào chơi cấu hình VIP, chơi cấu hình VIP mà chơi con này nó luôn các bác là rất là ok đấy, con này không ai chê được, con này anh em không cần phải bỏ nắp kính, con này anh em có thể nhìn qua đây nhiều đây đấy, và nó chơi Zero sửa tốt thì nó luôn các bác là kính thường các loại kính luôn đấy, dòng này anh em nhé, dòng này chơi Zero tốt thì hầu như không bao giờ chê được ở đâu đấy. Và dòng M3 này được một cái nữa như nào, nó có thao nóng này, anh em chơi một bình hai bình thoải mái, có thao nóng anh em nhé. Đấy, và con này tăng chỉnh lò xo chống đi sạc của nó vẫn tăng chỉnh bên ngoài thiết kế mở, và tay đòn con này nó luôn các bác, anh em nào không thích để tay đòn bên này thuộc tay phải thì để bên này, mà thuộc tay trái thì anh em để sang bên này anh em nhé, để sang bên này. Đấy, thiết kế mở anh em cứ vặn con nóc ra đây là xong, thiết kế mở mà đấy. Bình carbon của nó là bình carbon nhập rồi, em bọc thêm cái bình vào em đi kê vào thì nó đỡ sức. Thứ hai nữa là nhà cần nó cần heavy của nó có ba cỡ nòng 4.5, 6.75 và 5.5, và cỡ nòng của nó chỉ có là từ 308 này, 500, 600 và 700 và 800 anh em nhé. Đấy, anh em thích nòng như thế nào thì cứ bảo cho Bảo Long được, giảm thân full carbon anh em nhé, giảm thân full carbon cực kỳ êm luôn. Đấy,
full carbon cực kỳ êm, anh em nhé. Những cái dòng mà gọi là bao lâu đã bán ra ngoài thị trường rồi thì em cũng yên tâm về chất lượng của nó rồi. Thứ nhất em được kiểm chứng, em đã test rất là kỹ dòng M3 này, anh em nhé, dòng M3. Riêng những dòng M3 là có phần VIP mà VIP nhất thế giới hiện nay là con này, và anh em chơi rất chỉ là nhiều, anh em nhé. Đây, thì video em kết thúc tại đây thôi. Anh em nào mà quan tâm về chi tiết và sản phẩm của Bảo Long thì hãy alo cho em qua hai số điện thoại trên màn hình hoặc chỉ cần website BCB Bảo Long .com. Bảo Long nói luôn các bác là cam kết hàng bán ra chất lượng nhất, ok nhất mới bán ra, anh em nhé. Bao nhiêu năm nay bán hàng đọc một cái tên Bảo Long BCB không ngồi được thay tên đổi họ, anh em nhé. Mặc dù có mất kênh YouTube hay là mất Zalo, tất cả mọi cái đều lặp lại là Bảo Long BCB, anh em nhé. Đấy, anh em mua hàng của em thì cảm thấy ok thì chia sẻ hộ em, hoặc xem video của em hay có ít nhấn đăng ký kênh của em, sau khi em ra video khác thì anh em cũng nhận ngay. Đấy, Bảo Long xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể anh em ở mấy cái nước. Xin chào anh em.